Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo, Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường 42m đang mở rộng ha. Đường này có tên là đường Nguyễn Tất Thành, hoặc là gọi đường ven biển Vũng Tàu, Bình Châu nha anh chị. Tọa lạc tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh chị. Ở đây thì anh chị cũng đã thấy là biệt thự nhà vườn rất là nhiều luôn, đang lên ha. Tuy là đường chưa làm xong nhưng mà khu dân cư ở đây là đang lên biệt thự rất là nhiều luôn. Ở đây là chuẩn bị là làm bộ hoa đây nha anh chị. Đường thì lên nhựa, vỉa hè thì lót gạch cực kỳ đẹp luôn nha. Thì hôm nay là chủ có gửi cho em lô đất đây anh chị. Mặt tiền đường 42m mà giá cực kỳ hời luôn nha anh chị. Thì trước khi vào cái sản phẩm ngộp, mặt tiền đường 42m ngang 10m mà giá chỉ có 1,8 tỷ ha. Trước khi vào sản phẩm em xin giới thiệu sơ vị trí ở đây nè. Thì đường 42m là đường mở rộng nha anh chị. Đang đi vào hoàn thiện ha. Đường liên xã, liên huyện, liên tỉnh luôn. Thì hướng này anh chị thấy xa xa kia là núi Minh Đạm này. Dưới chân núi Minh Đạm là lan rừng, và bên qua bên kia lan rừng là Long Hải, và cũng là hướng đi về thành phố Vũng Tàu, đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 20 km, và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là 80 km nha. Còn hướng ngược lại anh chị, nếu mà anh chị di chuyển về khoảng tầm là 4 km nữa là anh chị về biển Lộc An ha, và thêm 8 km là đi về lan rừng, và cũng là hướng đi về Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc. Đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, La Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc ha. Đi theo đường ven biển này, xe hoa mai toàn thắng từ thành phố Hồ Chí Minh là đi ngang qua vị trí của mình luôn nha anh chị. Thì hôm nay chủ có gửi cho em một lô đất bám mặt tiền đường nhựa đây anh chị, là 10m nha. Đất của mình là góc hai mặt tiền nha anh chị. Một mặt tiền đường ven biển Vũng Tàu, Bình Châu này, và một mặt tiền bên hông ha. Từ cái bờ tường này ha, qua ngay bờ gạch này là 10m. Sâu vào trong là cạnh bên này là 18m7 này. Còn cạnh bờ tường đó là 22m. Thì em xin nói luôn, lô đất của mình tốt hậu, nhưng mà chủ đã lên là 60m thổ cư rồi nha anh chị. Thì anh chị có thể làm cái nhà vuông vức ở đây, còn phía sau mình có thể làm vườn. Tại vì vị trí ở đây là khi mà khu dân cư đông lên á là mình kinh doanh là cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Tại vì chủ bán vị trí này là chủ là kinh doanh buôn bán nha. Phía trước mình là không có cống, không có gì hết nha anh chị. Đây, cống là ngay mép ranh mình thôi. Còn cái mấy cái nắp cống này là ở đây là mấy anh xây dựng ở đây là anh gửi đây thôi. Phía trước mình rất là sạch sẽ nha, không có vướng gì hết. Nói chung là phong thủy là cực kỳ tốt luôn. Đất của mình hiện tại là quay về hướng Tây Bắc nha anh chị. Lô đất quá đẹp luôn. Thì ở đây người ta phân mấy lô là vuông vức đây, nhưng mà giá rất là cao nha anh chị. 3 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, 5 tỷ mấy một lô. Riêng lô đất này tốt hậu, nhưng mà bám mặt tiền rất là nhiều nha. Ở đây là chỉ có 5m thôi. 5m thôi, nhưng mà riêng cái lô đất của mình là 10m mặt tiền. Sâu vào trong cạnh bên này em xin nói lại là 18m7. Cạnh bên kia là 22m. Sâu tới cái đuôi này luôn nè. Đây. Tới ngay cái dấu đỏ đỏ này nha anh chị. Đó, ngay dấu đỏ này luôn nè. Đây. Là 22m nha. Tổng diện tích là 100m2, chủ đã lên là 60m thổ cư rồi. Anh chị đầu tư ngay thời điểm này là cực kỳ đẹp luôn nha. Tại vì giá quá hời. Giá chỉ có 1,8 tỷ thôi. Vị trí của mình là đây rẽ trái, lên đây rẽ trái khoảng tầm là 1km là ra biển Phước Hải, ra bờ kè Phước Hải rồi. Trường học, ủy ban, chợ, nhà thờ rất là gần luôn ha. Anh chị thấy là người ta lên nhà rất là nhiều luôn ha. Đường chưa làm xong nhưng mà nhà người ta đã làm xong xuôi hết rồi. Rồi anh chị nào quan tâm thì inbox liền cho em 0906779152. Cuối video em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Ở đây thì anh chị thấy không? Điện nước đầy đủ rồi, đèn đường khi mà đã đường nhựa lên rồi nha, vỉa hè lên lót gạch xong xuôi hết rồi là lô đất này lên ít nhất phải là 2,5 tỷ lô đất này, em cam đoan với anh chị luôn. Nếu mà em tài chính hôm nay là em đủ là em lụm luôn rồi nha anh chị, nhưng mà tại vì em cũng có dính mấy lô rồi ha, nên là em hết tài chính rồi. Anh chị thấy rồi, quá đẹp luôn, khu dân cư cực kỳ đẹp. Mà giá lô này là chỉ có 1,8 tỷ thôi. Nhưng mà tốt hậu với vị trí như thế này thì theo em nghĩ là không đáng kể nha anh chị. Tại vì 10m thì mình có thể làm một căn nhà nhỏ, xong rồi cái khoảng phía sau tốp hậu mình có thể nuôi gà thả cá hoặc là mình trồng rau. Quá ok chưa? Đó, rồi anh chị quan tâm inbox liền cho em nha. Giá chỉ có 1,8 tỷ thôi, gần biển Phước Hải. Tọa lạc tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mình là sổ sơ đồ vị trí gì đầy đủ rồi nha anh chị. Mình là sổ mới, sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha anh chị. Thửa đất số là 32 tờ bản đồ 84. Địa chỉ thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 100m2, hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 60m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn đất cây lâu dài ha. Đây, góc hai mặt tiền nha anh chị. Đây là mặt tiền đường ven biển Vũng Tàu, Bình Châu này.
và một tì bên hông này, để em soi quy hoạch cho anh chị xem. Đất của mình là hiện tại quay về hướng Tây Bắc ha. Đây vậy, mình là góc hai mặt tiền, đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu ha, quá đẹp luôn. Đất phủ hồng toàn bộ đất ở đô thị nha anh chị. Đây 100m đất ở đô thị này, ngang 10m, cạnh này là 18m7, cạnh 22 ha. Góc hai mặt tiền nha anh chị, gần biển Phước Hải, khu dân cư là kính kình kịch luôn ha. Đây vị trí mình đây anh chị, ngay vị trí chấm đỏ ha, thì anh chị ra đây, ra mặt đường Ngô Gia Tự này, rẽ phải ra đây Nguyễn Văn Linh này, trường học, ủy ban, đây là bờ kè Phước Hải rồi, còn đây là tái định cư Phước Hải ha, trường học, ủy ban, chờ rất là gần luôn, ngay trung tâm, hôm tây khách sạn ở đây rất là nhiều luôn nha anh chị. Thì đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu, nếu mà anh chị rẽ phải về đây thì đi về resort Lăng Rừng nè, đi qua Long Hải ha, đi về biển Long Hải đây anh chị, đi về Vinco, đi theo đường ven biển đi qua Phước Tỉnh, đi về trung tâm của thành phố Vũng Tàu đây ha, cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 18 đến 20 km. Anh chị nếu mà rẽ trái hướng này đi về Lộc An này khoảng tầm 4 km, và đi về Hồ Tràm thì khoảng tầm là 10 km ha. Còn anh chị di chuyển ngược về thành phố Bà Rịa đây, thành phố Bà Rịa thì khoảng tầm là 12 km ha, và đi theo đường quốc lộ 51 đi về Phú Mỹ, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì nó khoảng tầm là 80 km nha anh chị, 80 đến 85 km. Anh chị nào quan tâm sản phẩm mặt tiền đường ven biển này, gần biển thì inbox liền cho em ha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.